Cảnh báo: 4 thực phẩm Trung Quốc cực độc đang bán đầy Việt Nam, tuyệt đối cấm ăn, kẻo rước ung thư thọ non. Chào mừng quý vị cô bác đã quay trở lại với kênh Truyền hình Sức Khỏe. Cô bác thân mến, khi đi ra chợ, có hàng trăm loại thực phẩm, thật sự có rất nhiều người không biết phân biệt đâu là hàng Trung Quốc mà tránh. Chính vì vậy, để cô bác khỏe mạnh hơn, tránh mua nhầm thực phẩm Trung Quốc về nhà rước ung thư, bệnh tật. Trong video ngày hôm nay, chương trình sẽ chia sẻ cho cô bác biết 4 loại thực phẩm Trung Quốc đang được bán tràn lan ở Việt Nam. Cô bác nhớ đừng mua những loại thực phẩm như này nhé. Thực phẩm thứ nhất, nấm tươi. Xin hỏi cô bác mình ở đây có ăn nấm tươi không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 1 dưới video nhé. Nấm tươi ở Việt Nam ta đặc biệt thơm ngon và mang lại nhiều chất dinh dưỡng rất cao, giúp phòng chống bệnh tật. Tuy nhiên rất đáng buồn khi nguồn nấm tươi Việt Nam trên thị trường hiện nay rất hạn chế. Trong khi đó, nấm Trung Quốc vẫn đang chiếm lĩnh thị trường với chất lượng không đảm bảo mà nhiều cô bác không hề biết. Nấm Trung Quốc còn sử dụng hóa chất độc hại có thể ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Trong khi đó, các loại nấm tươi sản xuất ở Việt Nam thường có thời gian bảo quản khá ngắn, thường chỉ từ 1 đến 7 ngày. Thế nhưng, nhiều loại nấm Trung Quốc hiện nay để ở nhiệt độ thường vẫn còn tươi đến 10 ngày, thậm chí là cả tháng không sao. Ngày nay, ở Việt Nam ta tuy không nhập nấm từ Trung Quốc về, nhưng đâu đó vẫn có những người bị lu mờ mà đi mua hóa chất Trung Quốc để bảo quản cho được lâu dài. Đó là tội ác không thể tránh được quả báo. Các chuyên gia cho biết, việc cho axit citric vào nấm giúp bảo quản nấm tươi ngon tới 1 năm. Một số người sản xuất đã sử dụng hóa chất này để thay cho các bảo quản không độc hại khác nhằm làm giảm giá thành sản phẩm để người dân lựa chọn nhiều mà không biết rằng nó có hại cho hệ thần kinh của con người vì nó có thể gây dị ứng và gây ung thư. Ngoài nấm tươi của Trung Quốc, cô bác cũng nên chú ý nấm của Việt Nam bởi thống kê cho thấy 95% ngộ độc nấm là do nhầm lẫn, không phân biệt được nấm lành, nấm độc và 5% do chủ quan của người ăn nhầm nấm bị biến chất, hư hỏng trong quá trình bảo quản. Đun nấu đông lạnh hoặc chế biến đều không giảm được độc tính của nấm. Trẻ em, người già yếu, suy nhược thường dễ bị ngộ độc hơn những người trẻ khỏe mạnh. Do đó, để đảm bảo sức khỏe, cô bác phải tìm hiểu kỹ kẻo mua phải nấm độc hay mua phải những loại nấm tươi chứa chất bảo quản ảnh hưởng sức khỏe. Nên mua tại những địa chỉ uy tín. Đặc biệt, cô bác nên tìm hiểu thông tin cẩn thận với từng sản phẩm nấm trước khi mua nhé. Thực phẩm thứ hai, cam. Cam sành thường được trồng nhiều ở các tỉnh miền Tây như Tiền Giang, Hậu Giang, Long An và được ưa chuộng vì cam nhiều nước, vị chua ngọt, thơm ngon và giá thành khá rẻ. Vì nước ép cam giàu vitamin C rất tốt để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, mà cam sành hầu như được các gia đình lựa chọn để mua hàng ngày, hàng tuần để sử dụng. Thế nên cam sành luôn là lựa chọn hàng đầu của mỗi gia đình cho một thức uống thơm ngon, tốt cho sức khỏe và phù hợp với cả trẻ em và người lớn. Tuy nhiên hiện nay, với đa dạng các loại cam sành từ vùng biển và nhập khẩu khiến người tiêu dùng lo lắng mua phải cam kém chất lượng, dư lượng chất hóa học sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình. Đặc biệt là cam sành Trung Quốc, nhẹ thì gây ra ngộ độc thực phẩm, nặng lâu ngày có thể tích tụ gây bệnh ung thư. Chính vì vậy, cô bác khi đi chợ chọn hoa quả cần hết sức lưu ý và cần phân biệt được hai loại quả này. Vậy phân biệt bằng cách nào? Cô bác có tò mò không? Nếu có, hãy bình luận số 5 dưới video và chương trình sẽ chia sẻ tới cô bác cách phân biệt hai loại quả này. Bề ngoài, cam sành Trung Quốc đều có trái to vừa, đều nhau với vỏ nhẵn, bóng láng và màu xanh đẹp mắt. Trong khi cam sành Việt Nam thường có trái khá to, vỏ sần sùi, có phần xấu xí. Vỏ cam khá dày và thường bị nám vỏ.
Cũng chính vì vẻ đẹp bề ngoài mà người tiêu dùng rất hay mua cam Trung Quốc, vì lầm tưởng là cam mới, cam đẹp. Còn những trái cam bị nám và sần sùi là cam cũ, cam hàng loại 2-3. Về màu sắc, cam sành Trung Quốc khi bổ đôi ra sẽ thấy ruột màu vàng đỏ đậm, vỏ mỏng và rất nhiều nước. Khi vắt, ly nước cam có màu đẹp mắt. Còn cam sành Việt Nam có ruột nhạt hơn, màu vàng cam, hạt to, vỏ dày và khi ép nước cam cũng không tươi đậm màu bằng. Hương vị, cam sành Trung Quốc rất ngọt, vị đậm nhưng hầu như không có mùi thơm. Do sử dụng các hóa học trong trồng trọt, bảo quản mà trái cam tuy đẹp nhưng không có mùi thơm đặc trưng. Trong khi đó, cam sành Việt Nam chính gốc với điều kiện thổ nhưỡng tại các tỉnh miền Tây, trái cam tuy không đẹp nhưng lại có mùi thơm rất đặc trưng. Cam có vị chua ngọt, thanh mát và không bị ngọt gắt. Đặc điểm trên đều khá dễ nhận biết bằng mắt thường, nên sự lựa chọn mua trái cây trực tiếp cô bác đều có thể phân biệt được. Chương trình hy vọng chia sẻ này cô bác sẽ có thêm kiến thức để mua được những trái cây an toàn cho gia đình. Thực phẩm thứ 3, cá rô phi. Có thể cô bác nghe đến cá rô phi thì sẽ không tin Việt Nam nhập cá từ Trung Quốc. Bởi vì ở Việt Nam thiếu gì cá rô phi đâu mà nhập từ Trung Quốc về cho mất công. Tuy nhiên cá ở đây chúng tôi muốn nói là loại cá người ta lọc xương đi rồi để bán cho những quán bún. Nếu cô bác là người nội trợ thì sẽ biết rằng cá rô phi không bao giờ có giá 4-50k 1kg lọc sẵn. Thì thử hỏi đó là loại cá gì? Có an toàn thực phẩm không? Chính vì vậy cô bác hết sức lưu ý với những loại thực phẩm nhé. Theo thông tin đăng tải trên một tờ báo của Pháp, nguồn nguyên liệu chế biến thực phẩm đông lạnh từ Trung Quốc, đặc biệt là cá rô phi, để làm phi lê đông lạnh ẩn chứa nhiều loại chất cấm độc hại, loại kháng sinh do người nuôi đưa vào thức ăn hay môi trường sống để kích thích cá sinh trưởng, phát triển, khiến các cơ quan nhập khẩu dù có thiết bị giám sát cũng khó phát hiện ra. Nguồn cá này thực tế là các hộ nhỏ lẻ nuôi, sau đó các công ty thu mua chế biến, nhưng dưới hình thức là công ty tự nuôi theo quy trình an toàn. Nhiều nước châu Âu thường xuyên đưa ra những danh mục cấm các loại hóa chất độc hại. Tuy nhiên, chất cấm này người nuôi lại tìm cách đưa chất khác vào. Có thể đâu đó người dân Việt Nam vẫn tìm để nhập về bán vì giá thành cực rẻ. Nhiều người biết rằng người nuôi cá Trung Quốc không cho con cái họ ăn cá mà họ nuôi. Có một số báo một số năm trước ở Trung Quốc để trường hợp một bé gái ở một làng cá bắt đầu có kinh nguyệt khi mới lên 7 do hàm lượng hormone dùng trong việc nuôi cá quá cao. Người nuôi cá sử dụng những loại hormone tăng trưởng và kháng sinh mạnh để cá có thể sống được trong môi trường đông nghịt bẩn thỉu. Bên cạnh đó, cá rô phi Việt Nam cũng có mầm mống gây hại, bởi đây là loài cá có thể sống ở mọi điều kiện môi trường như ao, hồ, cống, rãnh, thậm chí nước sông đen ngòm. Tại Hà Nội, có nhiều kiểm nghiệm cá rô phi ở khu vực sông Nhuệ, nhiễm trì. Nếu sống ở vùng nước bẩn, cá dễ nhiễm ký sinh trùng, vi khuẩn. Các vi khuẩn có thể chết khi cá được nấu chín. Đáng lo ngại nhất, cá rô phi có thể nhiễm kim loại nặng như arsen, sắt, chì. Tồn dư hóa chất từ môi trường sống là mối đe dọa tới sức khỏe của cộng đồng. Chính vì vậy, cô bác cần hết sức lưu ý khi chọn cá. Nên mua những nơi uy tín và không nên chọn loại cá có giá thành rẻ. Thực phẩm thứ tư, nước ép táo. Không phải tự nhiên táo được coi là thần dược của các loại bệnh, bởi lẽ táo cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng thích hợp với những người bị tiểu đường. Bên cạnh đó, táo cung cấp phần lớn chất xơ cùng các loại vitamin. Tiêu biểu là vitamin C có tác dụng tốt trong việc chống oxy hóa. Không chỉ táo nguyên chất có giá trị dinh dưỡng cao, mà đối với nước ép táo cũng giữ được các nguyên dưỡng chất ấy. Chính vì vậy, nước ép được rất nhiều cô bác lựa chọn đấy ạ.
cô bác có hay uống nước ép táo này không? Nếu có, hãy bình luận số 2 dưới video nhé. Nhưng nếu cô bác mua một hộp nước ép táo giá rẻ, có mùi vị không ngon lắm, nó có thể đã trải qua một chặng đường vận chuyển dài. Tất cả đều từ Trung Quốc. Khoảng 50% số lượng ép táo được bán từ Mỹ có xuất xứ từ Trung Quốc. Khoảng 367 triệu gallon hàng năm. Hộp nước ép ngon và đẹp mắt, cô bác đặt vào bữa trưa của con cô bác. Thay vì đưa một lon nước có ga, cô bác đã cho con uống thứ nước có vẻ tốt cho sức khỏe nhưng chứa đầy thạch tín. Một thứ kim loại nặng có thể gây ung thư. Điều chắc chắn là giá của sản phẩm Trung Quốc rẻ hơn giá sản phẩm của các nhà nông Mỹ. Nhưng có một lý do làm cho nó rẻ là vì các vườn cây Trung Quốc dùng rất nhiều các loại thuốc trừ sâu bất hợp pháp có chứa thạch tín để rồi thấm vào cây và đọng vào trong quả. Hơn nữa, bã thuốc trừ sâu vẫn còn trong trái cây, rau và thực phẩm chế biến khi đưa đến nhà cung cấp thực phẩm đã từ lâu là một vấn nạn. Trung Quốc là nhà sản xuất thuốc trừ sâu lớn nhất thế giới và thất bại trên diện rộng trong việc xác định những bã hóa chất trái phép hoặc nguy hiểm có trong thực phẩm. Bằng chứng là nước này có những mức giới hạn bã hóa chất rất hào phóng. Ở Việt Nam, mặc dù người tiêu dùng đã rất cẩn trọng với hoa quả có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng nguồn gốc các loại nước ép trái cây thì được ít người quan tâm và nhận biết được nó. Đa số là sinh viên, học sinh hay mua uống ở các quán ăn vặt, cổng trường học. Chính vì vậy, cô bác nên cảnh báo con mình tránh không nên ăn những sản phẩm không rõ nguồn gốc và giá thành rẻ như vậy để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình nhé cô bác. Tuy nhiên, không chỉ thực phẩm ở Trung Quốc mới đây có thể gây hại mà có rất nhiều thực phẩm ở nước ta cũng gây hại khá nhiều đến sức khỏe người tiêu dùng bởi qua quá trình chế biến và bảo quản nó trở thành con dao hai lưỡi mà nhiều cô bác không biết. Tại sao chương trình lại nói như vậy? Bởi vì ở Việt Nam có tính tiết kiệm, thường để đồ ăn thừa từ ngày nọ qua ngày khác, thậm chí để cả tháng đến khi ăn hết mới thôi. Nhưng họ đâu biết rằng việc hâm đi hâm lại một số món ăn có thể khiến cô bác gặp phải các vấn đề tiêu hóa hoặc tệ hơn là bị ngộ độc thực phẩm. Dưới đây là 3 loại thực phẩm sẽ gây hại khi bị hâm nóng lại nhiều lần, kẻo rước họa vào thân rồi hối hận không kịp. Thứ nhất, thịt gà. Thịt gà là một thực phẩm quen thuộc trong căn bếp của mỗi nhà. Các món ăn từ gà vô cùng đa dạng với nhiều cách chế biến, nêm nếm khác nhau. Thịt gà cũng dễ ăn, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Không chỉ thế, thịt gà còn đem lại nhiều lợi ích tuyệt vời về sức khỏe. Chính vì nhiều dinh dưỡng như vậy nên nhiều gia đình khi không ăn hết lại không dám bỏ đi vì sợ phí. Tuy nhiên ít cô bác lại biết sử dụng rằng không nên sử dụng vì lò vi sóng để hâm lại thịt gà. Quá trình làm nóng lại ở nhiệt độ cao sẽ khiến cho cấu trúc protein trong thịt gà bị biến đổi, có thể gây ra các vấn đề về đường ruột. Trước kia tôi cũng không tin việc này, nhưng từ khi tôi được tận mắt nhìn thấy người quen của tôi bị ngộ độc, tôi mới kinh hãi các bác ạ. Nhớ lại mùa hè năm ngoái, nhà hàng xóm tôi có tổ chức ăn đám cưới, và khi xong việc, họ thừa rất nhiều thịt gà. Cũng như những gia đình khác, thức ăn thừa, tất cả sẽ được đem cất vào tủ lạnh bảo quản. Không có gì đáng nói khi sau một tuần đó, cả gia đình ngộ độc phải nhập viện vì ăn đồ ăn hâm đi hâm lại. Trường hợp bắt buộc phải bảo quản thịt gà đã chế biến, sau khi ăn, cô bác nên đem đun lại nồi thịt, để nguội rồi mới cất vào tủ lạnh. Không nên để nguyên nồi thịt đã dùng đem bảo quản như vậy, rất dễ gây ra hiện tượng nhiễm khuẩn. Chính vì vậy, cô bác nên lưu ý cẩn thận bảo quản thức ăn trong tủ nhé. Thứ hai, nấm. Nấm là ẩm chứa nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Nấm là loại nguyên liệu nấu ăn có hương vị thơm ngon mà không có natri hoặc chất béo. Các loại nấm phổ biến thường sử dụng là nấm hương, nấm mỡ,
nấm mỡ trắng, nấm sò, nấm kim châm, nấm mi tết. Mỗi loại nấm đều có hình thức và hương vị riêng. Cũng giúp chúng bảo vệ, cô bác chống lại các tác hại của quá trình lão hóa, đồng thời tăng cường hệ thống miễn dịch của cô bác. Nấm rất giàu chất chống oxy hóa là xylen, nguồn khoáng chất rất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra còn có thể điều chỉnh lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuyếp 2. Tuy vậy, nấm đã nấu chín rồi để qua đêm lại dễ trở thành thuốc độc, đặc biệt là khi cô bác hâm nóng nhiều lần. Lúc này chất dinh dưỡng vốn có trong nấm bị mất đi và biến đổi thành các chất gây hại cho cơ thể. Cụ thể, lần đầu nấu chín nấm, lượng nitrat trong nó mang lại nhiều tác dụng tốt cho các tế bào máu đỏ, song điều này không giữ được lâu. Sau khoảng thời gian dài như để qua đêm, nitrat thường chuyển qua nitrit với tác dụng ngược lại. Ăn lượng lớn nấm này trong một lần dễ gây rối loạn tiêu hóa, ngộ độc cấp tính. Chính vì vậy, cô bác cần hết sức lưu ý đến món nấm này, hạn chế để tủ lạnh lâu quá, kẻo lợi không thấy mà chuyển thành độc tố, gây hại cho sức khỏe. Thứ ba, khoai tây. Khoai tây có rất nhiều công dụng nên đa số người Việt đều ưa chuộng, bởi khoai tây giúp làm dịu loét dạ dày và tá tràng, cũng như làm giảm axit dạ dày. Loại thực phẩm này cũng có tác dụng làm giảm viêm liên quan đến viêm khớp. Ngoài ra, kali trong khoai tây hoạt động như một chất làm giãn cơ, giúp đảm bảo thêm cho giấc ngủ của cô bác và cô bác cảm giác như thư giãn nhiều hơn. Tuy nhiên, bảo quản khoai tây nhiều ngày trong tủ lạnh rồi hâm nóng ăn lại thì có thể sẽ sinh ra nhiều độc tố. Tuy nhiên, không phải tất cả các món ăn từ khoai tây đều gặp vấn đề khi hâm nóng lại. Điều này phụ thuộc rất lớn vào cách cô bác bảo quản chúng sau khi nấu chín. Khoai tây là môi trường lý tưởng cho sự phát triển của vi khuẩn Clostridium và Botulium. Loại vi khuẩn này nguy hiểm, gây ra ngộ độc thực phẩm. Việc bảo quản khoai tây ở nhiệt độ phòng sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn này phát triển mạnh mẽ, từ đó biến thành các chất độc. Để đảm bảo an toàn khi ăn khoai tây hâm nóng, cô bác hãy lưu ý những điều sau đây nhé. Khi bảo quản khoai tây, cô bác hãy để trong hộp kín hoặc túi Ziploc mới đem vào trong tủ lạnh. Khi hâm nóng khoai tây đến nhiệt độ nóng hồi 74 độ C hoặc cao hơn trước khi ăn. Không ăn khoai tây đã để trong tủ lạnh quá 5 ngày. Tránh hâm nóng lại khoai tây khi đã bị mốc hoặc có mùi hôi. Bằng cách tuân thủ những hướng dẫn đơn giản này, cô bác có thể thưởng thức món khoai tây hâm nóng một cách an toàn mà lại ngon miệng. Sức khỏe của cô bác là điều quan trọng nhất. Hãy luôn cẩn thận và chú ý khi chế biến và bảo quản thực phẩm, đặc biệt là với các món ăn từ khoai tây không được để tủ lạnh quá lâu cô bác nhé. Hơn nữa, hãy bổ sung đầy đủ các nhóm thực phẩm như trái cây, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt. Hạn chế thức ăn nhanh, đồ ăn nhiều dầu mỡ, đường và muối. Uống đủ nước mỗi ngày cũng vô cùng quan trọng để thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện sức khỏe tổng thể. Bên cạnh đó, cần tập luyện thể dục để giúp cô bác tăng cường sức khỏe tim mạch, hệ miễn dịch cơ bắp và tinh thần. Hãy dành ít nhất 30 phút mỗi ngày cho các hoạt động thể chất phù hợp như đi bộ, chạy bộ. Ngủ đủ giấc cũng góp phần quan trọng vào việc phục hồi và tái tạo năng lượng cho cơ thể. Đặc biệt, cô bác hãy giữ tinh thần thoải mái là yếu tố then chốt giúp giảm căng thẳng, mang lại cảm giác hạnh phúc và nâng cao chất lượng cuộc sống. Cô bác hãy dành thời gian thư giãn mỗi ngày bằng cách nghe nhạc, đọc sách, thiền định. Luôn giữ cho mình tư duy tích cực, lạc quan là phần quan trọng vào việc bảo vệ sức khỏe. Đến đây, thời lượng chương trình kết thúc. Nếu cô bác thấy video hay và ý nghĩa, hãy bình luận số 6 và đăng ký chia sẻ cho nhiều người biết đến cách chăm sóc sức khỏe hơn nhé. Chúc cô bác luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác trong những video tiếp theo.